Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Xin chúc mừng quý bà con chúng ta vào một mùa vụ mới 2022 và kính chúc cho vườn cây của quý bà con chúng ta luôn luôn xanh tươi và lúc nào cũng rất là xanh tốt, rồi lá cũng xanh dày, và đặc biệt như quý bà con đã vào giai đoạn gọi là ra hoa đậu trái thì vườn luôn gọi là trái triệu quả và được mùa được giá nha bà con nha. Ngày hôm nay thì Quang xin phép được chia sẻ quý bà con chúng ta một cái sản phẩm để giúp chúng ta ngăn ngừa nấm bệnh. Như bà con cũng biết thì siêu thị cây giống Willow Farm là một trong những cái đơn vị đi tiên phong trong việc là giúp quý bà con chúng ta kết hợp giữa kỹ thuật miệt vườn cộng với là những kỹ thuật tiên tiến để giúp chúng ta đưa ra một cái phương pháp quản lý vườn hiệu quả nhất để giúp cho cái vườn cây của chúng ta lúc nào cũng xanh tươi giống như Quang nói ngay từ đầu video, nhưng mà lại tiết kiệm chi phí cho chúng ta và hiệu quả bền lâu. Thì ngày hôm nay trên tay của Quang đây là một cái chai siêu ấu giáp. Chai siêu ấu giáp này đây là dạng hữu cơ vi lượng, tức là vừa là bảo vệ cho cái cây của chúng ta, ngăn ngừa kháng lại nấm bệnh, vừa bổ sung thêm vi lượng thông qua lá cho cây của chúng ta để giúp cho lá của chúng ta vừa hết nấm bệnh, cây vừa khỏe mạnh, và đặc biệt là bổ sung vi lượng qua lá để cho cây phát triển khỏe mạnh và lá xanh dày quang hợp tốt hơn nữa. À, đây là một chai siêu ấu giáp được sản xuất bởi công ty nông nghiệp Hoa Kỳ theo công nghệ tiên tiến. Hồi xưa là sản xuất theo 4.0, mình nghĩ bây giờ họ đã cải cấp và nâng cấp hơn rất là nhiều để giúp cho quý bà con chúng ta khi phun xịt tới đâu thì ở dạng công thức phân tử nano thì cái bản siêu ấu giáp này sẽ thấm hút rất nhanh vào trong lá để giúp chúng ta tiết kiệm chi phí nha bà con nha. Và đặc biệt những cái vườn lớn, những cái farm lớn là họ thường sử dụng cái siêu giáp này, lần nào họ cũng mua từ 5 tới 6 thùng trở lên để mà trữ lại, để phun xịt, để bảo vệ cái vườn mình thoát khỏi nấm bệnh đó bà con à. Như bà con cũng biết, ở những cái cây mà cây trồng của chúng ta, giống như ở trong môi trường chúng ta, thường thường có những cái vi khuẩn virus gây ra bệnh cảm cúm, bệnh virus COVID-19 do virus corona gây ra, thì ở trong môi trường của cây trồng nó cũng tương tự như vậy. Những con nấm có hại như Phytophthora, Fusarium nó sẽ làm cho cái cây của chúng ta nó sẽ dễ dẫn tới cái bệnh như là bệnh thán thư, bệnh trái cái bì lá, rồi bệnh rỉ sét, bệnh nấm hồng. Ở cây mai thì bà con thấy nó hay bị bệnh nấm hồng tấn công, hoặc là bị tuyến trùng rễ tấn công vào rễ làm cho rễ nó bị u bằng cái nốt sần và làm mất đi cái khả năng sinh trưởng phát triển của cây. Đây bà con đang thấy là trên cái cây này là nó đang bị là nấm. Đây nè, cái lá này là biểu hiện rõ nhất. Bà con thấy là cái lá nó bị nấm hồng rất là nhiều ha, gọi là bệnh rỉ sét đó. Gọi là bệnh rỉ sét, và con thấy nó có chân và nó hơi nhô nhô lên mà rất là mịn. Khi mà chúng ta để cho cái lá nó bị tấn công nhiều như vậy thì một thời gian sau thì cái lá nó sẽ mất đi khả năng quang hợp luôn nha bà con nha. Đây, cái như cái lá này đây nè bà con nè, như cái lá quanh vừa hái đây nè. Như cái lá này bà con thấy là gần như là bị bệnh toàn lá luôn. Đây là bị gọi ở sầu riêng người ta gọi là bị rỉ sét nha bà con nha, bệnh rỉ sét. Thì bà con thấy là lan ra toàn bộ lá và lá này sẽ bắt đầu có xu hướng vàng và rụng đi. Khi mà toàn bộ bề mặt lá là nó bị như thế này thì nó không còn khả năng quang hợp nữa bà con lưu ý dùm quanh một cái cơ chế của cây trồng chúng ta. Giống như là khi chúng ta ăn thức ăn dinh dưỡng vào thì chúng ta không phải là thức ăn đó trực tiếp nuôi chúng ta đâu ạ. Nó phải thông qua bộ máy vận hành của cơ thể người để có thể chuyển hóa thức ăn đó thành năng lượng và thành một phần dự trữ ở dạng lipid. Lipid tức là mỡ đó bà con, để khi mà chúng ta có thể quên ăn hoặc là chúng ta không có thức ăn trong một thời gian dài thì có thể lấy đó ra, lấy nguồn năng lượng dự trữ đó ra để sử dụng. Thì tương tự như cơ chế cây trồng của chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta bón phân NPK hoặc phân hữu cơ hoặc là đi siêu dưỡng cây, siêu phục hồi vào trong gốc của cây thì không phải trực tiếp những dinh dưỡng đó sẽ nuôi cây ngay lập tức, mà sẽ thông qua cơ chế vận hành của cây trồng chúng ta và thông qua lá kết hợp với ánh nắng mặt trời, gọi là quy trình quang hợp, để tổng hợp glucose và những chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. Một phần cây sẽ đem sử dụng liền ngay lập tức, và một phần cây sẽ ở trữ ở những cơ quan dự trữ đến khi mà thời tiết khắc nghiệt hoặc là có những cái thiên tai hạn hán mưa bão kéo dài thì cây cũng sẽ có một cái sức đề kháng tốt và lôi những cái năng lượng dự trữ đó ra để sử dụng. Nên bà con thấy thường khi mà vườn cây chúng ta xanh tốt mà lỡ có cái gì đó nó bất ngờ nó ập tới thì cây của chúng ta vẫn có thể duy trì trong một thời gian dài so với những vườn khác không tốt, đúng không ạ? Thì như vậy thì lá, cái màu xanh của lá rất quan trọng trong quá trình tổng hợp và duy trì cái sự sống, sức sống cho cái cây và tổng hợp năng lượng cho cây. Thì khi mà nấm khuẩn tấn công, nó tấn công trực tiếp vào trong lá như vậy nó sẽ làm hạn chế đi cái sức sinh trưởng cây, vì thế chúng ta phải bảo vệ cái lá. Không chỉ là tấn công vào lá không, mà nó còn tấn công vào trong cái thân cây, nó gây ra bệnh nứt thân xì mũ, tấn công vào trong trái gây ra sơ đen ở mít, gây ra thối trái,
úng trái gây ra ở sầu riêng và cả mít nữa, rồi gây ra luôn hiện tượng là lở trái, ghẻ trái ở chanh, cam, những cái loại cây mà họ cây có múi đó bà con. Ở trái lựu thì bà con thấy ở trên cái bề mặt trái thường thường hay có những cái lớp, có những cái đốm chấm đen ở trên cái nền màu đỏ là mất đi cái hình ảnh mỹ miều của một cái trái cây của chúng ta. Còn ở cây dừa thì nó sẽ gây ra hiện tượng như là thối trái, rồi nó bị nấm nó bao vào ở trong cái đầu cuống đó bà con, nấm trắng bao vào trong đầu cuống thì nó sẽ gây ra hiện tượng là khô cái đầu cuống và làm cho cái dừa của chúng ta bị rụng trái luôn. Thì từ nãy giờ Quanh đang dẫn dụ đó là những cái hậu quả, những cái hệ quả khi chúng ta không bảo vệ vườn chúng ta tránh xa khỏi nấm khuẩn. Thế nên bà con chúng ta để phòng ngừa nấm khuẩn thì bà con chúng ta phải sử dụng bằng siêu giáp này thường xuyên ở trong cả giai đoạn sinh trưởng và cả đặc biệt là cả cái giai đoạn mà cây đang cho trái luôn bà con nha. Tại cây đang cho trái thì cây càng cần cái bộ lá này hơn để quang hợp chất dinh dưỡng và nuôi dưỡng cái cả mẹ và con, tức là cái cả cây và trái. Rồi cây đang trong giai đoạn sinh trưởng phát triển bình thường thì cây cần bộ lá này để tổng hợp năng lượng, duy trì cái sức khỏe và duy trì cái sự phát triển nhịp điệu bình thường cho đứa trẻ là cây đang trong giai đoạn sinh trưởng đây, và tích lũy cái năng lượng để giúp cho cây có thể là chống chọi lại trong những cái điều kiện khắc nghiệt. Nên bà con chúng ta khi sử dụng siêu giáp sản phẩm này đã được ra đời khá là lâu rồi và đã nhận được rất là nhiều các lời khen từ quý bà con của chúng ta. Đã dẫn chứng hồi nãy là Quanh nói là rất là nhiều các cái farm và là những cái dự án đó bà con người ta sử dụng sản phẩm này rất là nhiều, và những cái bà con trồng mít, trồng sầu riêng, trồng lựu đỏ, trồng những cây có múi như cây bưởi đồ này kia thì đã sử dụng sản phẩm này rất là thành công. Và những cái nhà nông của bên Quanh chia sẻ rằng là khi sử dụng sản phẩm siêu giáp này là khi phun xịt tới đâu thì nó bám dính rất nhanh tới đó. Nhiều quý bà con hỏi Quanh mới phun xong khoảng 15 phút sau mưa thì có cần phải phun lại hay không. Quanh xin thưa quý bà con là chúng ta không cần phải phun lại nha bà con nha. Tại vì khi phun tới đâu thì nó có hai cái yếu tố giúp chúng ta tiết kiệm, và cả về cái phần tiền cho việc phun xịt và cả về thời gian và nhân công luôn. Đó chính là nó có cái gel bám dính trong chai siêu giáp này, có một cái chất gọi là gel bám dính, tức là phun tới đâu thì nó sẽ dính tới đó. Khi mà dính vô rồi đó bà con nè thì là cái bạn phân tử nó được sản xuất theo phân tử nano nên bà con thấy nó sẽ thấm rất nhanh vào trong những cái tế bào lá và tế bào thân của chúng ta, những cái bộ phận mà bà con chúng ta phun vào. Khi phun vào trái cũng được nha bà con nha. Thì như thế thì có mưa tới thì nó cũng sẽ không bị rửa trôi nhá bà con nhé. Đặc biệt ở bản siêu giáp này nó còn bổ sung thêm cái hoạt chất là lưu dẫn lâu và lưu dẫn sâu. Như vậy lưu dẫn lâu và lưu dẫn sâu có ý nghĩa gì với bà con chúng ta và đối với cây trồng ạ? Lưu dẫn sâu tức là khi mà bạn phun tới đâu thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ lưu dẫn lên và xuống, nó lưu dẫn hai chiều nha bà con nha, chứ không phải là phun ở đâu thì chỉ dừng lại ở đó thôi, được không ạ? Thì tức là khi mà chúng ta nó có khả năng di chuyển và bảo vệ cơ thể của cây toàn diện luôn, chứ không phải bám vào đâu là chỉ cố định bảo vệ chỗ đó thôi. Đó là ý nghĩa của lưu dẫn sâu. Và lưu dẫn lâu tức là khả năng bảo vệ của nó, chẳng hạn như gần đây nhất là vaccine COVID-19 luôn ạ. Tiêm vaccine COVID-19 ví dụ như chúng ta tiêm Verocell thì một tháng chúng ta phải nhắc lại mũi 2, mũi 3 cách nhau một tháng. Còn đối với khi chúng ta tiêm Astra hoặc Pfizer của Mỹ và Anh thì bà con thấy là 3 tháng thì chúng ta phải nhắc lại, hoặc là tiếp lần thứ ba thì phải là 6 tháng, tức là khả năng bảo vệ và hoạt hóa của siêu áo giáp nó rất là cao. Nên khi bà con chúng ta ở giai đoạn gọi là bảo vệ thì bà con chúng ta chỉ cần phun khoảng 20 ngày một lần dùm Quanh nha, 20 ngày một lần dùm em Quanh, tức là chúng ta sẽ phun vào sáng hoặc là chiều 20 ngày một lần. Còn ở cái cây mà nó đã bị cái vấn đề giống như cây sầu riêng mà Quanh đang đứng ở đây thì tức là nó đã bị bệnh rồi bà con nè, thì chúng ta phải chuyển qua cái chế độ trị. Chế độ điều trị thì chúng ta phải phun dày hơn một xíu, là từ 7 đến 10 ngày là chúng ta phun một lần dùm em Quanh nha. 7 đến 10 ngày chúng ta phun một lần. Sau khi mà chúng ta vừa phun cái bạn siêu giáp vào thì những cái đốm, những cái nấm, những cái rỉ sét, những cái vết rỉ sét này bà con nè, nó sẽ co cụm lại, nó sẽ khô và nó sẽ bắt đầu nó khô và nó co cụm lại nha bà con nha. Nó đối với những cái dạng mà lở á, đặc biệt là bà con thấy ở trên lá bưởi nó có hay có cái dạng lở và nó làm ghẻ cái lá, làm rách luôn cái lá, thì nó sẽ co cụm lại cái vết thương chỗ đó, nó không có lan ra nữa. Giống như là khi mà bà con chúng ta đứt tay mà lỡ mà chúng ta không có sát trùng đó thì nó sẽ có xu hướng nó làm mủ và nó lan lan cái vết thương nó ra. Thì tương tự như vậy khi chúng ta phun siêu giáp vào, giống như là chúng ta rửa oxy già và chúng ta xức cái thuốc màu vàng vàng đó thì nó sẽ gọi là
cố định cái vết thương lại, làm khô mài cái vết thương và bắt đầu hình thành mô để mà có thể là ngăn ngừa và tiêu bắt đầu vào quy trình tiêu diệt cái nấm khuẩn ở siêu giá, thì cơ chế vận hành của bạn ấy là như vậy. Còn đối với việc mà chưa có bị thì nó sẽ tạo thành một cái lá chắn ở bên ngoài giúp cho cái cơ thể cây luôn luôn lúc nào kiểu giống như là quảng cáo Lifebuoy, nó có một cái khiên như này bà con nè, kiểu như là khi mà virus vi khuẩn nó tấn công vào thì nó sẽ bật ra bà con, thì nó kiểu tương tự như vậy. Nhưng mà theo anh thấy thì chúng ta luôn luôn đó là phòng cháy hơn chữa cháy, thì đối với siêu giáp thì cũng như cái với cây trồng của chúng ta thì phòng bệnh hơn chữa bệnh, nên bà con chúng ta sử dụng siêu giáp ở cái giai đoạn mà giai đoạn phòng thì nó rất là tốt nha bà con nha. Còn giai đoạn trị thì bà con chúng ta chịu khó là chúng ta phun cho nó dày hơn xíu. Thời điểm mà quanh thực hiện video này đang là thời điểm đang rất là nắng nóng nha bà con nha, lưu ý là bà con chúng ta phun siêu giáp này vào lúc chiều mát hoặc sáng sớm dùng quanh. Hôm trước có một anh và con hỏi quanh là ở cái siêu giáp này phun vào thời điểm nào, quanh nói là anh chỉ cần coi là ánh nắng mặt trời nó chưa chói chang hả, hoặc là ánh nắng mặt trời đã hạ cái sự chói chang nó xuống thì anh có thể phun được nha. Thì là phun xong khoảng 10-15 phút sau mà có mưa thì cũng không có cần phải phun lại, thì nó có những cái chất rất là thú vị là vừa bám dính nhanh và vừa có ở phân tử nano nên là nó thấm hút rất là nhanh. Ngoài ra thì ngoài cái việc mà gọi là tiêu diệt nấm khuẩn ra, bảo vệ cây ra, thì trong này nguyên liệu nó còn bổ sung thêm là kẽm nè, lupin nè, magie nè, canxi nè, rồi mangan nè, và những cái chất gelatin cần thiết, gọi là trung vi lượng cần thiết cho cái lá để giúp cho lá xanh dày như đầu video quanh đã nói. Nên là sản phẩm này quanh thấy đây là một cái sản phẩm 2 trong 1, vừa giúp cho cây của chúng ta thoát khỏi cái vấn đề bị nấm khuẩn tấn công, vừa giúp cho cây chúng ta trở nên xanh dày hơn. Đặc biệt là đối với các cái bạn mít đó bà con, thường thường hay bị nấm trái, thì rất là nhiều nhà nông bên quanh chia sẻ là khi phun siêu giáp này trực tiếp vào trái và thun qua lá thì cái vấn đề nấm trái thì nó giảm đi rõ rệt tới 80%. Tuy nhiên nếu bà con chúng ta sử dụng siêu giáp từ lúc rửa vườn chuẩn bị cho trái trong và sử dụng trước, trong và sau khi thu hoạch luôn, sử dụng siêu giáp luôn, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tránh xa được cái vấn đề mà bị nám trái ở trái mít nha bà con nha. Và ghẻ lá rồi thối trái rồi này kia, ghẻ trái và thối trái này kia ở cây bưởi thì cũng sẽ tránh xa khỏi cái vấn đề này luôn. Nên bà con chúng ta thấy là hãy chủ động nha bà con nha, đừng để bị rồi thì chúng ta mới bắt đầu xử lý thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Giống như là bị Covid rồi thì mới đầu uống thuốc thì quên thấy là cơ chế bảo vệ của cơ thể chúng ta sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Nên là bà con chúng ta nên tiêm vaccine thì kiểu tự như vậy, nhưng sử dụng siêu giáp giống như tiêm vaccine cho cây trồng để nó tránh xa khỏi vấn đề nấm khuẩn bà con nhé. Thì đây là năm 2022, chuẩn bị cho mùa vụ mới. Quên tin là năm nay thì mọi thứ nó sẽ thuận lợi hơn, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nên là một vài cái sự chia sẻ của quanh để quý bà con chúng ta có những cái khu vườn tránh xa khỏi nấm khuẩn luôn nha bà con nha, không có bị vấn đề bệnh lý giống như cái vườn này. Bà con chúng ta nhớ lưu ý nha, một bạn siêu giáp này khi mà cây trồng còn nhỏ, bà con chúng ta sử dụng 1cc cho 1 lít nước dùng quanh, từ cây 6 tháng trở lên thì sử dụng 2cc cho 1 lít nước. Chúng ta thường có thể tưới, vừa có thể tưới dưới gốc, vừa có thể phun lên trên lá nha bà con nha, tại vì nhiều khi dưới gốc thì chúng ta cũng hay bị tiếng trùng rễ và những con nấm khuẩn nha, đặc biệt nó ở dạng hay ở trú ẩn. Trai ở trú ẩn ở dưới đất, nên là bà con chúng ta khoảng 1 đến 2 tháng thì chúng ta cũng nên tưới ở dưới gốc một lần bạn siêu giáp này để tiêu diệt những con nấm khuẩn gọi là nó trú ẩn ở trong đất. Và bên ngoài thì khi chúng ta phun thì chúng ta cũng đứng từ ở bên ngoài cách xa 2 mét, chúng ta đi từ từ vào chứ chúng ta không có phải phun ở trong lá cây không nha bà con nha. Tại vì những cái con nấm khuẩn á, và thường thường nó nằm nó vẩn vơ ở trong không khí chứ nó không hẳn là nó tập trung trên lá của chúng ta không đâu. Nên nó là thiếu cái vườn bên cạnh đã bị vấn đề xì mũ thì chúng ta cũng phải phun cái vườn của chúng ta ngay lập tức, tại vì là con vi khuẩn virus đó nó có thể di chuyển trong không khí bằng gió này kia thì nó sẽ bay qua khu vườn của chúng ta tức thời thôi. Nên bà con chúng ta lưu ý dùng quanh việc này nha. Thì bạn siêu giáp này sẽ giúp cho khu vườn của chúng ta luôn luôn xanh tốt và tránh xa khỏi nấm khuẩn. Bà con chúng ta hãy tin dùng sản phẩm này bà con nhé. Một sản phẩm này giá rất là rẻ, giá hiện tại bây giờ là 195.000, đầu năm 2022 vẫn là 195.000 cho chai 1 lít luôn, rất là tiết kiệm chi phí và rất là hiệu quả cho quý bà con chúng ta. Bà con chúng ta có thể sử dụng thử và sau đó sử dụng lâu dài cho khu vườn của mình nha. Nếu có bất kỳ câu hỏi gì về kỹ thuật cây trồng, bà con có thể liên hệ với số hotline hiện trên màn hình để các bạn chuyên viên và đội ngũ kỹ thuật của siêu thị cây giống Willow Farm có thể đồng hành cùng quý bà con chúng ta nhiều hơn. Còn bây giờ, mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm cùng nông gia Hưng Thịnh, cùng bạn siêu giáp đây xin phép được chào quý bà con và hẹn gặp lại trong những video kỹ thuật tiếp theo ạ. Bye bye.